Con không đếm theo cái điện thoại của con. Mai má mà kho đồ ăn về nhà kho đồ ăn. Nó mệt, nó vừa đói bụng nó vừa đủ thứ kia hết đó. Đúng rồi. Nhưng mà lúc nữa là điện thoại cúp nhạc mô. Dạ. Mà Kim Nhật kể lại cho nghe coi, Kim Nhật kể lại là rắn coi. Lúc nào là Kim Nhật ở mô, lúc nào mà Kim Nhật đi lại coi. The first one, the first, we were lost. We were going with a parade without daddy. Mà nó mặc y nữa. He was putting the... Nói đi tỏ lên. Nói đi tỏ lên, bây giờ không có chỗ tỏ lên, ngồi bên đó, bây giờ vô được bụi cây rồi. Yeah, I had to poop two times. Where did you poop? I couldn't poop. There was no toilet. You think people put a toilet out into the street? Ngày hôm qua mình đi hồ chờ ngay cho con biết là có hai cái toilet cho con đi nhỉ? That's what you think. You see, but there's a toilet stand. Đi lạc nhóm không biển cái chứ. Đi lạc. You think there's a toilet standing there in the ông nói street? Thế là không, no không, one không, has money. You think there's a toilet standing tại vì thằng Quang Minh mặc đồ đẹp quá. Thằng Minh mặc đồ đẹp quá. Peep, poop, and then done. Bây giờ chắc là ông nội hiểu tại sao con... Thằng Quang Minh mặc đồ đẹp quá. Quang Minh mặc đồ đẹp quá. 5 năm Quang, 6 năm Quang ở Mỹ thì... Quang Minh đi mặc đồ đẹp quá. Quá mệt rồi. Rồi, sao nữa, răng nữa, sao nữa, con Minh, cái Nhật đi bô bô xong rồi răng nữa. Hả? Không có đi bô bô. Rồi, sao rồi, răng nữa, tiếp tục cái.